Chào anh em nhá. Hôm nay mới mua được 2 con ô tô điều khiển đây. Thế là lại có trò vui để chơi rồi. Mình thử khám phá nó xem nhá. Xe và điều khiển được kết nối với nhau bằng một cần anten dài tầm 20cm. Chính vì thế mà nhìn về cái mặt thẩm mỹ thì nó không có được đẹp lắm. Tay cầm điều khiển cần 2 pin để chạy. Còn cái xe này là cần đến những 3 pin cơ. Tổng là 5 quả thì mới chơi được. Ở dưới xe trên chỗ lắp pin là có một cái nút màu đỏ đó, nút on off, để mình bật nguồn này. Cơ mà vì nó có chung tần sóng điều khiển cho nên là ấy, ấn một cái là cả hai cái cùng chạy. Đây nhá, nút trái là tiến này, phải là lùi này. Ok, bây giờ mình sẽ thử ra chỗ rộng rãi để chơi cho nó vui nhá. Đầu tiên là xin mời mọi người ngắm hai em xe của Tôm. Nhìn từ góc độ cận thì cũng đẹp ra phết đấy chứ, không khác gì siêu xe thật cả. Bây giờ thì mọi người hãy cùng xem qua đường đua F1 của mình nhá. Và cuộc chơi chính thức bắt đầu. Như các bạn đã biết thì vì nó có chung cái tần sóng với nhau nên việc hai con xe này đua cùng trên một đường nó rất là vất vả ấy. Cứ đi loạn xạ lên thế này, không biết là cái điều khiển nào đang điều khiển con xe nào nữa. Đặc điểm của nó là chỉ tiến lùi, không có điều khiển rẽ nên sẽ là rất là khó chơi. Nhưng mà ấy, chả hiểu sao nó đùa mình hay sao. Cứ thi thoảng đang chạy thẳng thì nó đột nhiên lại tự rẽ và đâm vào tường. Nhưng tưởng là sẽ có một ngày chơi thật là vui với cái đường đua F1 hấp dẫn này, nhưng mà khoai khoai toàn khoai, vui vẻ thì chưa thấy đâu, nhưng mà mệt loài ra. Thôi chơi ạ, mình cũng thua mất rồi. Đúng thật là hầu như bạn giai nào cũng thích siêu xe, từ các cháu lít nhít 2 tuổi đến các cụ là 99-100. Quan trọng là nó ở giá nào, đúng không? Thôi thì mình tiền ít thì mình chỉ được hít tiền ít, hít ít mùi thơm đi. Dùng cái này thôi. Hello anh em nha. Hôm nay thì thằng cháu mình nó được mẹ nó mua cho một cái xe Eto đồ chơi, thì mình mượn trước, mình chơi trước nha. Xem nào. Thì đây nó là một cái loại ô tô đồ chơi đi theo nét vẽ. Cái quả xe Eto này là một thiết kế theo kiểu xe cần cẩu. Nói chung là nhựa thì nhựa rẻ tiền thôi, khá là hàn mã. Cái này thì để lắp trưng trưng cho vui vậy thôi chứ yếu lắm. Có một cái nút on off đây. Đó. Thử xem nếu như mà mình không vẽ, vẽ bút mực ấy, thì nó sẽ chạy như nào. Mình không vẽ cái đường bút ấy thì nó sẽ chơi bài quay vòng. Ok, và bây giờ mình sẽ vẽ xuống nền nhà nhá. Hy vọng là mát tôi không nhìn thấy cảnh này. Dưới nền nhà đã có một cái đường người ta gọi cái đường bánh mì nhưng mà hơi méo. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử. Đi đi bé ơi. Ủa? À đây này, nó tìm được đường rồi, nó tìm được đường rồi. Sau khi quay 2 vòng thì nó đã tìm được đường rồi. Ai ạ. Trước mắt quý vị và các bạn đang là một chiếc siêu xe cần cẩu di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh lên đến 1 km/h. Mình tin rằng ấy là các bạn nhỏ sẽ cực kỳ thích cái trò chơi này, bởi vì mình còn thích nữa cơ mà. Không chỉ cái đường này mà ví dụ như là cái đường Vân Nhà này, tất cả nếu tiếp xúc ấy thì nó cũng sẽ chạy theo đường Vân Nhà. Bây giờ mình sẽ làm một cái thử thách khó hơn, tức là mình sẽ cho nó cái đường đi nó ngoằn ngoèo để xem nó có di chuyển được không nhá. Ok, mình sẽ viết thêm rất là nhiều đường vào đây, thả nó ở giữa nhá. À, hình như là cái ô tô này nó có cái gọi là di chuyển theo cái đường rẽ vào bên tay trái là ngược hướng kim đồng hồ. Thú vị đấy. Trò này mua cho các bạn con nít chơi thì có mà không phải trông, chơi cả ngày luôn. Một món đồ chơi cực kỳ là dễ thương ấy, nhỏ nhắn, xinh xắn, thú vị, giá lại rẻ bèo nữa. Nhưng lúc lau dọn thì không dễ thương một chút nào cả. Những thanh niên nào muốn lấy lại cái nóc nhà vốn dĩ thuộc về mình thì ở lại nhá. Cảnh báo, trò chơi này không dành cho người nhát gan. Để cho mấy mụ sư tử cái biết ai mới là chủ gia đình thì đây. Chuột điện tử điều khiển từ xa, đen thui lùi, khiến cho các nàng nhìn thấy chỉ có khóc thét mà thôi. Cơ chế hoạt động thì y như là mấy cái xe ô tô điều khiển từ xa ấy. À, cơ mà hơi tốn pin nhá. Tay cầm điều khiển dùng 2 pin AA, trong khi cái con chuột lại cần đến 3 pin nhỏ AAA. Và chỉ có 2 chế độ tiến, lùi kết hợp quay đầu nên là các dân chơi có thể sẽ gặp khó khăn khi mới đầu chơi đấy. Hay, bắt đầu cuộc chơi rủi ro nhất thế kỷ. À này thì láo nhéo với anh này. À, mà cho hỏi thêm, với thời tiết lạnh như thế này thì cái gầm cầu nào là ấm nhất anh em nhỉ? Thôi gì? Xin lỗi, người ta trêu tí thôi. Cười lên cho tiền một kẹo. Cốc, 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 cốc. Để đảm bảo cho tiêu chí ngon, bổ, rẻ, tiết kiệm cho mùa dịch thì tôi đã mua về một em siêu xe siêu to siêu khổng lồ với hai màu trắng đỏ thoải mái cho các bạn lựa chọn. Thiết bị kỹ thuật tối tân với chỉ 20 bánh xe
một bảng pin năng lượng mặt trời kết nối cùng một trục xoay to bằng hạt gạo. Không cần đến công nghệ lắp ráp của bất kỳ hãng xe hơi nổi tiếng nào, chỉ cần một đôi bàn tay với một phút đồng hồ là bạn cũng đã lắp hoàn thành được một chiếc siêu xe cho riêng mình. Miễn sao để trục xoay kết nối với pin và trục xoay ở bánh xe nó khớp răng cưa lại với nhau là được. Vì đây là cuối đông nên ánh sáng mặt trời lọt qua khung cửa sổ rất là yếu, phải bổ trợ thêm cả flash, nhưng chiếc xe nó vẫn bảo rằng chúng mày tuổi gì mà bắt được tao đi. Vậy là hiểu rồi. Để hôm nào rảnh rảnh ý, giữa trời trưa mùa hè, trời nắng chang chang thì anh em hãy mang chiếc xe này ra giữa trời nắng để chơi cho nó mát thế nhá. Đây là cái đồ chơi của anh đó hả? Thú vị ghê. Tối nay nhịn cơm. Ở nhà mãi chán quá nên hôm nay Tôm quyết định order một món đồ chơi về để nghịch cho đỡ chán nhá. Đó chính là một chiếc máy bay cảm ứng. Nó được tiếp nhiên liệu bằng cái dây cắp sạc, sạc trực tiếp vào chứ không cần pin. Thiết kế nhỏ gọn, chỉ dài hơn một gang tay thôi. Nó có 3 tầng cánh rất là đặc biệt. Ở phần thân dưới có cái nút nhỏ công tắc, ta gạt một cái thấy đèn nó sáng lên là được. Và đó cũng là lúc nó khởi động. Trong nhà không gian nhỏ nên chúng ta không thể chơi được, nên mình sẽ đi ra ngoài vậy nhá. Khi nó cất cánh thì đường bay khá là ngoằn ngoèo ấy, cơ mà nó không bay được cao lắm ấy. Nó cảm ứng với da tay của chúng ta nên cứ khi nào nó bắt đầu hạ xuống là chúng ta đưa tay ra phía dưới càng là nó lại có lực đẩy để bay cao hơn. Có điều hạn chế của nó lại nằm ở chỗ khi chúng ta không muốn chơi nữa, nó đang bay ấy mà muốn giữ nó lại để tắt nguồn đi thì cực kỳ là khó luôn. Được đấy, thế là mùa dịch này là có trò chơi mới chơi rồi. Ok nhá, nhưng mà cho 9 like thôi, một like cuối cùng không cho bởi vì là nó khó điều khiển quá. Những ai đến cả việc ngủ cũng lười thì bỏ lại cái video này nhé. Hey, như các ông các bà có công nhận với tôi là chính ra những người lười lại thông minh, hay nghĩ ra những cái trò linh tinh để cuộc sống đỡ phải tốn mồ hôi lao động nhiều đúng không? Chiếc đèn ngủ thông minh có remote điều khiển từ xa này có kích thước nhỏ gọn, cái điều khiển cũng y như vậy, bé bé xinh xinh. Ok, đi thử đèn thôi nhở. Xem nào, khi ta ấn nút trên điều khiển một lần thì nó sẽ hiện ánh sáng trắng, khi ấn 2 lần thì sẽ hiện ánh sáng vàng và ấn 3 lần là tắt đi nhá. Ấn thêm lần thứ 4, đương nhiên là khởi động lại rồi. Ngồi gần thì điều khiển khá là nhạy, cơ mà khi ngồi ra xa một chút thì nó bắt tín hiệu của nhau kém quá. Mặc dù từ vị trí tôi ngồi đến vị trí cắm đèn nó chỉ cách nhau khoảng 3 mét mà thôi. Hey, cho điểm trung bình thôi nhá. Gì nhỉ? Mọi người muốn khi bạn bị cách ly ở nhà mà lại thèm đi quẩy. Đây là một thanh đèn led cảm ứng theo âm thanh nhá. Màn hình led dài hơn 20cm, phía sau là các nút điều khiển và dây sạc. Nó đã bị cạn pin rồi, đi sạc pin đã nhá. Và mắc của nó là 4 cọc pin. Mình sạc đến lúc này là gần 1 tiếng đồng hồ thì đã gần đầy. Thế là sạc nhanh hay chậm mọi người nhở? Thôi vào việc chính nào. Như mọi người thấy thì cái thanh này nó sẽ nhảy theo cái âm thanh bên ngoài mà nó cảm ứng được. Phía sau này ấy, cái nút power này là bật rồi này. Ở trên này là cái nút color là đổi màu này. Đó, màu xanh, màu đỏ này, ở đây là các loại màu luôn. Tiếp này, màu vàng này, cái mode speed này này là cái chế độ mà nhanh chậm mọi người nhá. Đấy đấy đấy, là cái thay đổi cái hiệu ứng nhấp nháy đây này. Ok, và bây giờ mình sẽ bật một cái đoạn nhạc lên nhá. Một cái thanh này thì quẩy không vui, nhưng mà 100 cái thanh này thì nhà cũng mà thành cái quán bar luôn. Một like nhá. Sản phẩm này tôi mua với giá là 190.000 đồng. Nó nhỏ nhắn nằm gọn được trong lòng bàn tay. Đi theo là một dây cắp sạc và một túi có cánh quạt tua vít sơ cua để sửa chữa khi cần. Để khởi động nó thì có cái nút nhỏ tí hin bên cạnh như này. Đấy, ấn vào đèn nó sáng lên xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím là được nhá. Theo như hướng dẫn ấy là chỉ cần ném nó lên không trung là nó sẽ tự bay, nhưng mà không hề mọi người ạ. Ném đến gãy cả cánh rồi vẫn không ăn thua. Ngồi sửa chữa mất cả thời gian thì quyết định là mình cho nó ra cái không gian thoáng hơn để thử. Nghịch mãi thì cũng nghĩ ra được cái mẹo của nó là trước khi tung thì hãy đặt nó xuống một cái mặt phẳng trước đã. Đấy, được rồi này. À, cũng vui chứ nhở. Cơ mà mấy cái đồ kiểu này thì mang cái tính rủi ro cao lắm nha. Ai may thì mua được đồ ngon, ai đem thì gặp phải cái tận tịt. Nó thích thì nó bay, nó không thích thì nó dừng nha. Sao nhở, nói chung là cái sản phẩm này nó cũng được, cũng vui. Cơ mà chơi vào buổi tối thì vui hơn nha. Mọi người muốn tôi review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.